Ai rồi? Ôi. Ôi, thằng chết đâm chết vằm này. Từ sao mà nhờ đi mua viên thuốc mà hết ngày hết buổi không thấy mặt nó đâu nữa. Còn mấy cái nuôi bằng ấy cơm gạo không nhờ được cái gì cả. Ôi. Chắc nó để cho bố nó chết rồi. Ai ui. Làm sao nhỉ? Sao ăn mỗi 2-3 tiết canh đau thế. Anh chủ ui. Bố ơi. Bây giờ cái gì mà mày gọi tao như gọi hò đỏ mày? Làm tao mất cả ngon. Con đi mua thuốc cho bố, con không mệt chắc. Mày chắc là mày về chậm một lúc nữa chắc là tao chết. Chết nào được. Mua đúng ngay thuốc mà bố bảo rồi đấy hả? Ơi. Nhầm. Đây, thuốc của bố đây. Này Trung. Dạ. Mày ngồi xuống. Dạ. Thuốc kia của ai? Thuốc của con. Không qua được mắt bố đâu nha. Từ hồi mày chơi với cái cánh thằng lớp, mày cánh thằng Hoan nhá. Chúng mày kéo nhau vào ba vào quán nhá. Nhá. Kể cả mày không hút hít, nhưng mà mày hít phải cái hơi mà chúng nó thở ra mày cũng chết. Ôi giời, bố lo xa quá. Làm cái gì mày biết thế nào là đánh bả chưa? Hả? Không có chuyện nói đâu. Thế chuyện gì? Cái viên nhỏ nhỏ hồng hồng kia là hồng phiến đúng không? Không. Viên trắng trắng to to là đá đúng không? Bố lo xa đấy nhỉ? Con thừa hưởng cái gen thông minh của bố. Con biết con phải làm gì mà con ngu thế? Thì mày cũng biết là lao vào con đường ấy là lên nóc tủ rất sớm nhá. Con biết rồi. Xem gà hỏa thân nhá. Con không chưa dại gì mà con đâm đầu cái thứ đấy đâu. Bố uống thuốc đi. Này. Ông con. Bây giờ là nó nhiều mẫu mã nó đánh lừa lắm đấy nhá. Sao cậu cứ vội vàng thế? Tớ đã bảo tớ mua thuốc cho rồi, tớ sẽ mang sang cho. Tớ không biết đâu, cậu phải đi cùng tớ đấy. Tớ đã mua thuốc cho cậu thì còn gì nữa. Mà tớ nói rồi, việc cái thai nó lớn rồi, phá khó lắm. Nhưng mà đấy là lần đầu tiên làm mẹ bỏ đi thì đau lòng lắm. Ai chả biết là ai cũng có khát khao được làm mẹ. Nhưng bây giờ cái cơ thể yếu, không được cho phép làm mẹ. Thì bây giờ làm nào? Phải phá nó, bỏ nó đi làm mày nào? Phá này! Phá này! Ông làm gì đấy? Nhà tao nhá, là không có cái loại thất đức như thế nhá. Hả, mày làm cho con cái người ta trở ra thế kia. Hả, mày không tin những chuyện cưới xin. Mày phá thì mày phá để mày bình tĩnh. Mày phá cái nhà này hả? Hả, bao nhiêu công sức xây dựng cái đức cái nhà này nó là cao. Bây giờ con gái ạ, thôi đã cho thương yêu nhau có chưa? Con cứ ở đây sinh ở đàng hoàng nhớ, làm con dâu bác. Nhưng... nó không yêu thương con, bác sẽ yêu thương con nhá. Con đẹp trai này con phải yêu cái đứa xấu như này. Này, cậu bảo ai xấu đấy? À không, ý tớ bảo là cậu không xấu, nhưng cái tên cậu xấu. Này nhá, tên tớ hơi bị đẹp đấy nhá. Đẹp cái gì mà đẹp, đẹp vậy tên là Châu. Này, thôi đừng có mà đánh trống lảng nhá. Thế cuối cùng sự việc nó đi đến đâu rồi? Để tôi còn biết đường tôi lo liệu. Cái sự việc nó là như này. Nó là như thế nào? Bạn này tên là Châu. Châu. Nhưng mà bạn đấy tuổi hổ. Nhưng mà con mèo của bạn đấy đang có bầu. Thế là thế nào? Dạ. Bây giờ bạn này tên là bạn Châu. Châu. Là Châu có chữa à? Không ạ. Không. Thế thì ý của con là bạn đấy Châu, nhưng bạn đấy là tuổi hổ. Thế là hổ có chữa. Không phải hổ có chữa mà là con mèo của Châu có chữa. Lại có con mèo vào đây nữa. Giải là cụ thể là con mèo hay là con hổ hay là con Châu? Tóm lại cậu giải thích cho tôi coi. Dạ con mèo của cháu bị bệnh mà nó lại đang mang thai. Mà mang thai thì không thể bị bệnh được. Thế nên cháu mới bảo Trung là mua thuốc phá thai cho nó ạ. Đấy, bố hiểu chưa? Thì nó nói thế thì tao mới hiểu ngay. Đây, ăn nói con gái nó cứ phải đoan trang. Ăn nói rõ ràng như thế là làm con dâu tao là được ngay. Con cứ ở đây làm con dâu bác. Kể cả con không có chữa cũng cứ ở đây. Bác nhận. Còn anh nữa đấy. Dạ. Cái thói cái bộp trà bộp chộp nói ràng ràng đại hải chẳng ai hiểu cái gì cả. Các cô, các cậu bây giờ còn trẻ. Là làm cái gì nó phải nét. Nói câu nào là nó phải ra câu đấy. Ăn nó phải lên đợi, nói nó phải lên lời. Châu mà chữa thì có trạm y tế xã. Mèo mà chữa thì có trạm thú y của xã. Tại sao không ra đấy mà làm? Khoăn khoăn dày mến măn. Con nước dày thành thằng. Không trách người không thương.
thương tóc còn vương 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 nam một thời. Trời ơi! Cái chi mà người ta đang hạt đi đi. Đến mới nói chi? Bỏ cái chiếc xuống nào. Bà ông đi làm thì phải ra ra làm chi? Trời ơi, tôi lại khổ thế này cơ chứ. Khổ cái chi? Bây giờ ông nhìn đi, tôi thì xinh đẹp như thế này, để đi lấy phải không? Thế bây giờ ông nghĩ xem, có khác gì là cái bông hoa nhài lại đi cắm thôi, vào cái mặt. Thôi thôi, bạn cho tôi đi. Ba mua đi một nữa. Tuy nhiên nó không có chuyện chí, tuy nhiên ra đấy đi vệ chuyên nha. Cãi nhau rồi. Eo ơi, bây giờ ông nhìn chồng nhà người ta đi. Chồng người ta thì lúc nào có chi lớn, thăng chức này, thăng chức kia. Thế bây giờ ông cứ mãi là cái chức trông xe bảo vệ như thế này à? Thế bà không biết, bà đừng có xúc phạm đam mê của tôi. Tôi trưng bày là tôi đam mê, tôi ước ao, tôi trở thành một bảo vệ chân chỉnh, biết tôi phấn đấu là tôi sẽ trở thành một cái bảo vệ của nhà hàng to như đi. Bà muốn răng nữa. Ước mơ, thế tôi hỏi ông nhá, ước mơ lấy ra mà ăn được không? Có tiền không? Có nhiều tiền không? Tháng nào tôi trả qua tiền. Thế thì tương đấy chẳng mà đủ nó, à? Chẳng qua nó không nhiều thôi. Bà muốn răng. Bây giờ nhá, ông làm thế nào mà ông thăng chức cho tôi? Ông phải để cho tôi và con cái nó nở mày nở mặt với hàng xóm mọi người kìa. Nở mày chi? Bị thăng chi? Đây nhá, tôi bảo này. Hôm vừa rồi tôi có quét nhà trong, thế là mới nghe bà được. Bà nói to lên. Thì hôm vừa rồi tôi quét nhà trong, thế có nghe được là ông Nam giám đốc ý. Mấy bữa nữa họp kìa là chuẩn bị thăng chức, là có chức mới là tổ trưởng tổ bảo vệ đây này. Được chưa? Ông làm cách nào mà giành được cái chức đấy cho tôi? Dành thì dành, người ta thích người ta thắng chứ mình dành sao mình dành. Thế không dành mà được à? Tự nhiên mà có nhảy vào mồm à? Bây giờ mình phải biết vận dụng. Ông có cái mồm thì phải tự dưng mà nói ra thì người ta mới biết mà thăng chứ. Nói cái gì? Thì bây giờ nhá, ông là bảo vệ, việc gì thì ông cũng sẽ biết. Thế là ông mới thể hiện cái ý kiến của mình ra, nói cái quan điểm của mình lên về nhà hàng. Đấy, những cái gì là đã và đang làm được của nhà hàng, và những cái gì mà cần phải khắc phục của nhà hàng để nhà hàng phát triển hơn. Có phải giám đốc người ta thích người ta thăng chức cho mình không? Đừng nên phản biểu ấy. Tôi đã bảo phân chia, tôi phản biểu rồi, mà tôi phản biểu đã và đáng rút cái gì? Tôi biết rút cái chi mà thì rút. Thế bây giờ không nói được, không nhớ được thì ghi ra giấy. Tối ông về ông ghi ra giấy. Đấy, những cái gì, nói những cái gì. Thế hôm đấy cứ thế cầm giấy mà đọc. Thì tôi không làm được đâu. Thì tôi không biết đâu. Ông làm thế nào mà giành được cái chức đấy thì làm. Không ấy, thì đừng về nhà nữa. Cái chi? Bảo làm việc chi làm đi, bảo phản biểu cho biết chi phản biểu. Cái biết phát biểu cái chi? Khó thì phát biểu cái chi đấy. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Thôi bây giờ tôi có ý kiến này này. Cuộc chơi xin phép được bắt đầu và chúng ta đồng khởi cái cho nó không khí nó xôm nhá. Sếp đang họp. Cũng xin trân trọng thông báo mọi người là chắc là ai cũng nhớ là hôm nay là ngày thành lập công ty và công ty tròn 5 tuổi. Đấy. Nhưng mà cũng rất may là từ ngày đầu thành lập đến giờ nhưng mà đã mở được thêm là 5 chi nhánh, gọi là 5 nhà hàng và đều phát triển rất là lớn mạnh. Thì tôi có ý kiến như là thế này. Hôm nay là cái cuộc họp này thì cũng trên tinh thần là rất là thoải mái và xây dựng. Ai có ý kiến gì phát biểu để đợt tới là cái chuỗi nhà hàng của chúng ta sẽ ngày càng lớn mạnh và phát triển, mở được thêm 5 đến 10 nhà hàng nữa thì càng tốt. Đấy, tôi yêu cầu là ai có ý kiến phát biểu thì giơ tay nhá. Ai có ý kiến phát biểu giơ tay nhá. Anh Thái. Thưa. Kính thưa sếp. Kính thưa tất cả các đồng chí. Từ nãy chưa là các đồng chí đã phát biểu hết cả rồi. Thì sau đấy em xin phát biểu là em rất là nhất trí với ý kiến phát biểu của đồng chí Vân. Mọi người đã nói rất nhiều về cái mặt tích cực của công ty cũng như nhà hàng chúng ta rồi. Tôi xin mạnh dạn đề cập đến những điểm yếu của công ty chúng ta. Các đồng chí cứ bình tĩnh. Tôi nghiên cứu rất kỹ và có những cái điểm yếu của công ty chúng ta. Điểm yếu rất lớn. Xin phép sếp. Tôi xin góp ý về sự gắn bó đoàn kết của công nhân viên công ty và đặc biệt nhấn mạnh vào đồng chí chủ tịch. Ôi, sao nhỉ? Tôi là người trực tiếp chống giữ xe
cho chủ tịch cũng như anh em nhân viên trong công ty. Nghĩa là tôi luôn theo dõi sát sao giờ việc làm việc của chủ tịch. Tôi thấy chủ tịch cần phải chấn chỉnh ngay và sắp xếp lại giờ việc làm việc của mình. Không thể để những người bất cập tồn tại như hiện nay. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy. Chủ tịch thường đi làm rất sớm, nhưng hôm nào cũng về rất muộn. Mà hệ lụy của việc ấy là chi? Là nó ảnh hưởng đến kho vàng của công ty. Yêu cầu đồng chí tắt điện thoại đi. Đồng chí như thế là lần sau tôi cảnh cáo là trừ lương, nhớ chưa? Đồng chí này nữa, hết đồng chí này đồng chí kia. Mà kho vàng của công ty là gì? Chính là sức khỏe của đồng chí chủ tịch, chứ còn cái chi nữa. Người ta bảo sức khỏe là vàng đấy thôi, cho nên tôi vì sức khỏe của đồng chí chủ tịch là vàng đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty. Vì vậy tôi đề nghị đồng chí chủ tịch cần giữ gìn sức khỏe. Đầu dạo này là mọc rất ít tóc và có nguy cơ là không mọc nữa. Còn vấn đề gắn kết tình cảm đồng nghiệp trong công ty, tôi đưa ra giải pháp như sau. Đồng chí chủ tịch cần sắp xếp lại thời gian nghỉ ngơi làm việc cho hợp lý. Từ đó bố trí thời gian cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty tham gia các buổi ngoại khóa hay các đợt nghỉ mát, du lịch ở các nơi, ví dụ như Hạ Long, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang và một vài địa điểm khác. Có như thế thì công ty ta mới ngày càng phát triển. Sau đây tôi xin được hết ý kiến và đề nghị toàn thể hội trường cho chúng cho tôi xin một tràng vỗ tay. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, tôi cũng xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của anh Thái. Rất là chân thành, thẳng thắn. Và bây giờ thì tôi đề nghị là ai nếu mà có ý kiến phát biểu thì xin giơ tay. Không ai muốn phát biểu nữa à? Thế thì tôi lại có ý kiến là ai mà không có ý kiến phát biểu thì giơ tay. Thôi được rồi, thế thì nếu đã như thế thì tôi cũng xin trân trọng tuyên bố là chính thức bổ nhiệm anh Thái làm tổ trưởng tổ bảo vệ. Tức là từ bây giờ, bắt đầu từ giây phút này là anh Thái sẽ có toàn quyền quyết định và xử lý tất cả mọi công việc ở dưới tầng hầm. Xin cảm ơn đồng chí chủ tịch. Em rất là vui bởi vì là từ bé đến trưa chưa bao giờ em có nghĩ trong đâu là em lên được cái léo được trực nó cao như thế. Và từ trông xe ở ngoài bãi xe mà bây giờ đồng chí chủ tịch lối em xuống dưới hầm để em quản lý các cái hầm để em rất là cảm động, em rất xúc động. Thay mặt cho gia đình, thay mặt cho bạn bè họ hàng, cảm ơn tất cả các đồng chí. Dạ, em cảm ơn. Đồng chí phải hiểu này, mình làm nhà hàng thì rượu ngon thường là người ta để dưới tầng hầm chứ không ai để trên mặt đất cả. Nên là tôi rất coi trọng đồng chí nữa mới đưa đồng chí xuống dưới tầng hầm. Hiểu chưa? Dạ, em cảm ơn ạ. Vâng, đồng chí Thái cũng hơi có chút xúc động, tôi rất thông cảm với đồng chí. Nhưng mà thôi, mọi người đề nghị mọi người là cho một tràng pháo tay để động viên anh Thái để anh sắp tới làm tốt công việc. Và tôi cũng xin tuyên bố cuộc họp hôm nay là đến đây là kết thúc và cuộc chơi chính thức bắt đầu. Sếp đang họp. Cuộc họp kết thúc rồi, nhưng mà thôi. Được rồi, thế bây giờ chúng ta bắt đầu liên hoan nhá. Nhà em rồi. Nhanh cái chân lên. Sao đây? Xích chó chưa? Ôi giời. Ôi sao mày ngồi? Cái chó nó tưởng mình nhặt gạch nữa mà không dám cắn chứ. Ôi giời, đứng lên. Khổ lắm, đã bảo chó nhà em hiền lắm. Gớm. Người ta bảo mồm chó vó ngựa tốt nhất vào xích đi. Ôi giời, đã bảo hiền lắm. Đi nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Từ từ, người chứ không phải là ngựa đâu mà đi nhanh. Chứ có đi nhanh không đi bảo. À, thì đi nhanh. À khoan, đi chậm lại em bảo này. Thế cái lúc người ta đi chậm thì là bảo là nhanh, đến lúc người ta đi nhanh thì lại bảo là chậm. Thế tóm lại là nhanh hay chậm? Nói tóm gọn là mẹ em. Lát nữa ấy, anh gặp mẹ em ấy, mẹ có hỏi câu gì ấy, thì anh cứ dạ, vâng, vâng, dạ, hiểu chưa? Vâng ạ. Thế thì mẹ mới cho chúng mình cười chứ. Cười cái gì? Cười ai? Mẹ, cười em, còn cười ai? Ô, anh bảo cười à? Thôi anh đùa, không cưới mà mang cả quà đây à? Yêu cho nhầm, yêu cho nhầm. Thôi bỏ ra, cứ đứng đây mà yêu thương mà đến cả chưa. Đi vào. Mẹ mong lắm thôi. Thôi bây đi nhanh hay đi chậm? Đi vừa. Đi. Chắc mẹ đang ngóng lắm.
Ôi mất dạy. Làm con gái người ta chửa ảnh ra, xong rồi là bùng. Dạ, bác ơi, cháu xin thưa với bác là cháu với em Loan nhà mình ở trong sáng ạ. À, tôi nói gì anh đâu, mà anh động lòng, tôi đang đọc dở bài báo. À, mẹ đọc báo, anh bảo đi. Chào bác ạ. Mẹ. Vâng, ông giáo chào là... anh. Đây là anh làng, bạn trai con ạ. Dạ, cháu lại chào bác ạ. Vâng, tôi lại cảm ơn anh, dạ. Không dám. Dạ. Thế anh đến đây có việc gì đây? À, dạ. Dạ thưa bác là hôm nay cháu đến đây để thưa chuyện với bác ạ. Tình hình là cháu với em Loan nhà mình là cũng quen nhau được hơn 2 năm rồi. Ừ. Tình cảm hai đứa thì cũng đến cái độ chín muồi rồi. Nên là cháu xin phép bác cho cháu với em Loan đây được hái. Hái? Hái gì ạ? À, ý cháu là được kết hôn với nhau ạ. Biêu. Kết hôn? Kết hôn mà đi tay không à? À không ạ, đây đây, à, hôm nay đến thăm nhà mình là cháu có chút quà. Không biểu phải, mà. Không phải, tôi không phải nói cái chuyện quà cáp này. Tôi muốn nói là muốn đến đây xin để kết hôn hay xin tìm hiểu hay cái gì thì cũng phải có cháp, có lễ, có bưng, có bê. À. Chứ đi tay không à? Dạ không, à, hôm nay là cháu đến để thưa chuyện với bác trước ạ. Còn, và nếu bác xuôi thì cháu sẽ mời bố mẹ cháu qua đây rồi thưa chuyện chính thức với bác ạ. Điêu. Con ơi, dạ. Đàn ông bây giờ mà không tin được đâu nhá, phải cảnh giác. Ôi bác ơi, cháu xin thề với bác là vì em Loan là cháu có thể lèo đèo lội suối. Cái gì? Bình tĩnh, bình tĩnh. Cháu có thể trèo đèo lội suối và nhảy vào nước sôi lửa bỏng ạ. Dạ. Lại điêu. Anh ở đâu? Tên là gì? Bố tên là gì? Mẹ tên là gì? Xóm nào? Xã nào? Hả? Dạ. Nhà có bao nhiêu anh em? Mẹ ơi, mẹ hỏi từ từ thôi, không anh làm sao trả lời hết được. Ôi, con thế mà không trả lời hết được ạ? Dạ không không, cháu trả lời được ạ. Kệ anh. Anh bình tĩnh tự tin nhá. Dạ cháu lại xin thưa một lần nữa với bác là cháu vẫn tên là làng ạ. Bố cháu tên là thôn và mẹ cháu tên là xã. Anh chị em của cháu thì là cháu con một ạ. Độc đinh à? Dạ vâng ạ. Ôi giời ơi, không được rồi con ạ. Không được. Sao ấy mẹ? Độc đinh là không được rồi. Sao ạ? Như ông chồng nhà tôi này cũng độc đinh đấy, chả làm được nên cái chuyện gì đâu. Ôi, không phải thế đâu mẹ ạ. Anh ấy là con một thôi nhưng mà việc gì cũng biết làm mẹ ạ. Dạ vâng. Chăm chỉ lắm ạ. Dạ vâng, cháu tuy là con một thôi nhưng mà cháu chăm chỉ lắm ạ. Cháu là tự lập từ bé, việc gì cháu cũng có thể làm được ạ. Lại điêu. Ôi. Trời ơi. Thế bây giờ anh chị kết hôn như thế này mà tôi nhìn anh ấy là tôi biết anh không làm được cái phận sự gì cả. Bố mày đấy, độc đinh đấy, có làm được cái trò trống gì đâu. Mày lấy nó rồi có ngày khổ con ạ. Em để yên. Bác ơi, riêng bác trai nhá, cháu không chấp. Úi giời, cái gì đấy? Không. Ý cháu bảo là cháu khác bác trai. Cháu lại xin khẳng định một lần nữa đó là vì em Loan cháu có thể lèo. Cái gì? Trèo đèo lội suối, dạ. Vượt qua nước sôi lửa bỏng, nằm gai nếm mật, tất cả cái gì cháu cũng thể làm được hết. Làm được tất cái gì? Dạ vâng ạ. Thật không? Dạ cháu thật ạ. À, được rồi. Này, thế bây giờ hai đứa ở nhà, mẹ đi chợ nhá. Dạ. À, này, đi vào mổ cho bác con gà nhá. Ở trong kia bác để trong bếp rồi kìa nhá. Bác đi sang nhà bà Hà ruồi, bác làm mấy mẹt bún đậu mắm tôm về gia đình chúng mình liên hoan nhá. Nhá. Nhớ mổ cho bác con gà nhá. Dạ. Đây. Mẹ đi nhá mẹ nhá. Này, thế là mày ưng thuận rồi đấy. Này, mẹ vừa bảo gì nhỉ? Mẹ bảo mình ở nhà mổ gà. Hả? Anh bắt được gà chưa? Không có gà qué gì hết. À, sao đây? Này, đừng nói là anh sợ cả gà nhá. Này, cô nhìn lại tôi đi. Thân dai dặm trường nhá, đời tôi mà phải sợ con gà hả? Thế sao không bắt gà mà tái mét gì kia? Mẹ em làm khó anh nhá. Ai lại để cái con chó nằm cạnh con gà như thế? Mà em thừa biết là anh sợ chó rồi còn gì nữa. Ôi giời. Thôi không phải ôi giời gì. Gấu có thể không có, nhưng mà chó chắc chắn phải sợ. Chào Loan anh về. Ờ, này. Anh Lăng. Ôi trời ơi. Điêu. Đấy, con thấy chưa? Thế mà kêu là lèo đèo lội suối, nếm mật nằm gai. Ôi trời, vừa thử một tí đã bùng. Sắc đẹp rồi sẽ tan, tiền bạc rồi sẽ tàn.
chỉ có rượu với thịt chó là vĩnh cửu với thời gian. Hay quá. Ừ. Ông ơi, ông cho tôi hỏi, ông có thấy là nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây không? Để cho mình mong ngất ngây. Cái ông này, tôi đang hỏi là cái thứ gì đang tỏa nắng ở trên đầu mình, hiểu không? Đâu? Đấy, đây này, nó là mặt trăng hay mặt trời? Ông định hỏi đều tôi đúng không? Ông nghĩ tôi say nên ông hỏi đều tôi đúng không? Hả? Bây giờ nó nắng chang chang như thế này thì chỉ là mặt trăng chứ mặt trời thế nào? Mặt trăng à? Đúng rồi, chí lý. Thế mặt trăng thì bây giờ chắc chắn là trời tối rồi. Trời tối rồi là phải về nhà không vợ con mong. Thôi, bây giờ thì nhưng mà bây giờ có đây là ngã ba. Một lối là sẽ về nhà ông, một lối là sẽ về nhà tôi. Nhưng mà lối nào là lối sẽ về nhà ông, lối nào là lối về nhà tôi? Tôi nói cho ông biết là không bao giờ tôi sai nhá. Đây là lối về nhà ông. Còn đây là lối về nhà tôi. Ông hiểu chưa? Để tôi nói lại nhá. Đây. Ông vừa bảo là lối về nhà ông, tức là nhà tôi. Mà đây là lối về nhà tôi, tức là nhà ông. Ông đây... nói cứ liên tha liên thiên thế nhỉ? Đây là lối về nhà tôi. Còn đây là lối về nhà ông. Bây giờ nhá, ông bảo lối về nhà ông ở là đây, tức là đấy là lối về nhà tôi. Ông nói tôi đau đầu quá. Bây giờ tôi có một cái ý như thế này nhá. Ông nói đi. Anh em mình cùng về hướng này. Hỏi xem là đấy là nhà ai thì là nhà thằng đấy. Đúng. Rồi. Đấy là ý kiến rất hay. Bây giờ đi nào. Ôi ôi, đường xa quá, đường xa mới mờ. Đi hơi xa một tí. Nhà này không biết là nhà ai luôn. Đến rồi này. Em ơi. Lại say xỉn, xuống cái say xỉn thôi. Đây rồi. Em cho anh hỏi nhá. Đây là nhà của ai? Đây là nhà của ai? Tôi chết mất ngày nào. Đây tôi sống làm sao được? Sống làm sao được? Ôi trời ơi. Thế là không phải nhà ông. Cũng không phải nhà tôi. Thôi anh em mình đi. Chắc là đứng lại ông Hùng. Đây là nhà ông. Cái gì cơ? Ông Hùng ơi là ông Hùng ngày nào cũng thể sẽ cứ sống được. Em bảo đây là nhà anh à? Vâng. Thế là biết rồi. Hỏi là đây là nhà ông. Ông ơi, tên là Hùng đúng không? Đúng rồi. Đây là vợ ông. Đây là vợ của tôi. Không phải là vợ tôi. Thế thì bây giờ tôi phải đi về nhà tôi. Thế thôi, ông chịu khó ông về nhá. Thế nhưng mà cho tôi hỏi ông bây giờ làm sao để về được nhà tôi nhỉ? Tôi bảo này. Anh say biết cái gì mà chị? Tôi bảo này, bây giờ nhá, anh thẳng ra bên kia, không anh rẽ trái một lần nữa là đến nhà anh, nghe chưa? Chị. Sao nó phức tạp ấy? Em cứ nói liên tha liên duyên. Tôi bảo ông này. Ông cứ nói đi. Bây giờ ông nhắm mắt cho tôi nhá. Phải là nhắm tịt mắt vào. Nhắm gì? Sau đấy là ông cứ đi thẳng tắp cho tôi nhá. Ông cứ đi thẳng một mạch đến khi nào ấy mà vợ ông nhìn thấy ông thì đấy là nhà của ông. Đấy, chỉ thế có phải đơn giản không? Cô mình... đây là nhắm mắt đi thẳng đấy mới là bạn tốt. Thế về nhá. Về. Rồi. Nhắm mắt này. Nhắm mắt. Đúng rồi. Chào cô. Nhắm mắt đi thẳng nhá. Nhớ là không được mở mắt nhá. Bàn chân ta liêu siêu. Này, em thấy kế của anh hay không? Cái thằng chồng của em nhá, nó nhắm tịt mắt như thế kia thì còn lâu nó mới tìm đường về nhà được. Chết rồi, nhưng mà nhỡ nhắm tịt mắt thì ông bị tai nạn thì sao? Không phải lo, anh lạ gì cái tính thằng chồng em. Nó đi đến đến cổng kia là nó đập đầu vào cổng nó ngủ luôn 10-15 phút mới tại.
anh à? Ừ. Sao anh lại về giờ này? Mà anh mệt quá em xin ngủ về chết. Em xem nào, chồng em mệt mỏi như nào, em cởi bớt đồ ra cho anh nhá. Anh mệt lắm, em cứ để nguyên hiện trường này cho anh. Anh mệt lắm, để em nằm. À mình ơi, em bảo này, mình mệt ý, em nghĩ mình nằm đây càng mệt hơn đấy. Hay là mình đi xuống dưới nhà mình đi dạo, hít thở không khí trong lành cho đỡ mệt nhá. Đi. Thôi em ơi, chân anh buồn rộn lắm rồi, không thể nào bước nổi nữa đâu. Nhớ để em nằm. Mình ơi, cái gì đây? Mình ơi, hay là mình đi nhậu đi. Mọi lần em thấy mình tâm sự nhá. Lúc nào mình mệt mỏi căng thẳng stress là mình đi nhậu. Đi mình ơi. Gọi điện cho mình. Bây giờ mình đi nhậu. Bây giờ anh mà nhậu vào là anh điêng luôn, anh ngất luôn ấy. Thôi anh mệt lắm. Để im cho anh nằm nghỉ. Trời ơi, mình ơi. Em quên mất là không kể mình ý. Cái gì? Sáng nay bác Tâm sang nhà mình chơi. Bác ấy khoe với em nhá, là bác ấy mới mua được mấy con cún nhá. Mà cún lai mê ơi, xinh yêu ơi, để yêu ơi. Bác ấy bảo mình sang đấy, đi sang thôi, bác chơi thôi, đi. Thôi mình ơi, cún mới kiếp gì. Mình thích thì mình sang đi, mình để cho tôi nghỉ nào. Hết là Mỹ lên thế, giật thích cả người. Anh nghe điện thoại đi. Em nghe cho anh đi. Em biết cái gì mà nghe, mình nghe đi. Thì cứ bảo là anh để quên điện thoại ở nhà nhá, nghe đi. Alo, anh Tiến hả? À? À đi nhậu à? Vâng, dạ, đi nhậu. Anh nhậu, anh Tiến đi rủ anh đi nhậu, dậy đi nhậu đi. Thôi, đi nào. Anh không có ở nhà nhá. Kìa. Thôi anh mệt lắm. Dạ anh Tiến ạ. Dạ nhà em để quên điện thoại ở nhà anh ạ. Vâng ạ. Lát nữa nhà em về thì em bảo nhà em gọi lại cho anh ạ. Em chào anh. Này. Đấy, ai gọi điện thì cứ nói thế nhá. Anh nghe đi. Chắc phải có việc cần người ta mới gọi chứ. Không, mình mệt lắm, em nghe cho anh đi nhá. Ai hỏi thì cứ nói thế. Alo anh Trung Cu Chin à? Ôi rồi thế à? Ôi anh mới mua được một đàn chó à? Lai Phốc à? Ôi rồi cả chó Phú Quốc, cả chó Hungary à? Ôi rồi vâng anh chờ em một tí nhá. Ôi mình ơi, mình anh Trung anh gọi bảo mình sang sạch chơi chó ngắm chó. Thôi, mình thích cún mà đi. Anh biết rồi. Mình thích thì mình sang đi. Anh mệt lắm, anh không sang đâu, để cho anh nằm nghỉ tí. Lúc khác anh sang nhá, bảo anh là lúc anh sang. Dạ anh ơi, nhà em bảo là nhà em mệt lắm anh ạ. Khác nhà em sang ạ. Vâng, em chào anh ạ. Khổ quá. Đúng cái hôm mệt mỏi thì bao nhiêu người gọi đi chơi. Để anh tắt nguồn cho nó chắc. Đấy, thích hào mà gọi. Để anh nghỉ đi nhá. Khổ quá. Gọi đâu đấy? Điện của em, của em. Sorry. Alo. Đang đâu đấy? Mở cửa cho anh vào đi. Khổ quá, chồng em tự nhiên lại về cái giờ này. Anh mới gọi điện mua thế nhá. Anh đã bảo là ai gọi thì bảo anh không ở nhà cơ mà. Đâu bạn em ạ. Cái Lan bạn em nó gọi, nó bảo là chồng mày về chưa, để tao sang tao ngồi chơi rơi nước tâm sự. Thế thì được. Alo, cái gì thế anh? Chồng em đang ở nhà đi, anh nhớ em lắm. Khổ quá, em đã bảo là chồng em đang ở nhà không gặp được. Ôi trời ơi, khổ quá. Anh đã bảo rồi, ai gọi điện thì nói anh không ở nhà. Vân à, chồng tớ đang mệt nhá, chồng tớ đang nằm nghỉ ngơi ở nhà. Lúc nào mà chồng tớ khỏe lại thì tớ sang tâm sự sau nhá. Chồng bạn đi công tác à? Thì tí tớ sang nhá. Đúng rồi đấy. Em đi sang bạn em đi. Em đi à? Anh nằm nghỉ nhá. Em đi nhá. Em đi à? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.